Lao xương là một trong những bệnh lao ngoài phổi thường gặp, chỉ đứng sau lao phổi và lao hạch. Hầu hết bệnh nhân lao xương được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, khi triệu chứng lâm sàng đã rõ ràng và xuất hiện nhiều biến chứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người bệnh. Bệnh lao xương, trời ơi, em nghe cái tên không là đã thấy nó nguy hiểm rồi đó. Nhưng mà chú Út á, uống thuốc hoài nó không hết, bỏ luôn, không thèm uống theo phác đồ của bác sĩ nữa. Chú Út nói là bây giờ bị sốt á thì uống cho nó giảm sốt, rồi bị đau á thì uống cho nó giảm đau. Trời ơi, em thấy không có được đâu. Vậy đâu là những giải pháp điều trị và phòng tránh hiệu quả căn bệnh này? Cái phác đồ để điều trị lao xương thì chúng ta có thể điều trị khỏi hoàn toàn được bệnh lao, tùy theo cái loại bệnh lao và cái việc điều trị kháng sinh phải phối hợp nhiều loại kháng sinh ở trong đó. Thì chúng ta còn có những biện pháp hỗ trợ khác, ví dụ như điều trị các triệu chứng, chúng ta có thể cho kháng viêm giảm đau, ví dụ như ở cột sống đó thì chúng ta cũng sẽ cố định cho bệnh nhân để giảm đau lại. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể cho bệnh nhân tập phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Trong một số trường hợp thì bệnh nhân có thể cần phải được phẫu thuật và bệnh nhân phải rất là tuân thủ cái phác đồ điều trị. Đóng xong chương trình bác sĩ gia đình với chủ đề biến chứng nguy hiểm của bệnh lý lao xương, phát sóng lúc 12:50 chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.